Chào mừng các bạn đã đến với kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với phương châm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái app ở trên điện thoại để tạo ra một cái logo mang phong cách riêng của chúng ta, mang phong cách cá nhân của chúng ta, để chúng ta có thể là tạo một điểm nhấn cho bài giảng của chúng ta, hoặc tạo điểm nhấn cho cái đoạn video clip của chúng ta. Rồi vậy thì app đó là gì? Rồi xin mời các bạn nhìn lên màn hình và thực hiện theo mình nha. Rồi từ cái điện thoại, từ màn hình điện thoại chúng ta nhấn vào chữ Share Play. Rồi trong mục tìm kiếm chúng ta nhấn vào là thiết kế logo. Rồi đây có rất là nhiều cái app để mà chúng ta thiết kế logo, nhưng mà mình thấy một cái app rất là công nghiệp hữu ích, đó là thiết kế logo miễn phí. Các bạn nhấn vào là thiết kế logo miễn phí. Rồi đây là thiết kế logo miễn phí app, tự thiết kế logo maker. Rồi các bạn chưa cài đặt thì các bạn nhấn chữ cài đặt và tiến hành cài đặt. Ở đây mình đã cài đặt rồi nên xuất hiện chữ mở. Rồi ta nhấn vào chữ mở. Rồi đây chính là giao diện của cái thiết kế logo. Thì ở đây có rất nhiều, ở đây là mọi điều, nghĩa là tất cả các lĩnh vực. Còn ở đây người ta sẽ chia ra nhiều cái lĩnh vực. Đó, ví dụ như là chúng ta kinh doanh thì nó sẽ xuất hiện những cái mẫu logo của chúng ta để mà chúng ta có thể thay đổi cái chữ. Thì một cái logo thì thường đó là nó có tên là công ty, tên của mình và một cái câu mà chúng ta cảm thấy là tâm đắc. Đó, ví dụ như là mình ở đây là đó, có rất nhiều mẫu cho các bạn lựa chọn. Nhưng mà những hình logo nào mà có chữ RO thì chúng ta phải trả phí. Còn những cái logo nào mà không có chữ RO thì chúng ta có thể sử dụng là miễn phí. Đây có rất nhiều hình để chúng ta lựa chọn. Đó. Đó. Như vậy thì có rất nhiều lĩnh vực. Đó, kinh doanh nè, âm nhạc, nhiếp ảnh, các tòa nhà, thời trang, thực phẩm, các môn thể thao, bảng chữ cái, chung, xe cộ, du lịch, thuộc về xã hội, giáo dục, sức khỏe, động vật. Đó, có rất nhiều logo. Chúng ta thuộc lĩnh vực nào thì chúng ta sẽ chọn lĩnh vực đó. Ví dụ ở đây mình là lĩnh vực giáo dục, có thể mình chọn một cái hình giáo dục để mà chúng ta có thể tạo logo cho riêng bản thân mình. Đó, ví dụ như thế này. Thì sẽ tạo đó, ví dụ như là mình sẽ chọn một cái đây, chọn một cái logo đó. Đây ví dụ chọn một cái logo như thế này, nó một cái như thế này nó, thì chúng ta có thể nhấp vào đó, chúng ta có thể thay đổi nè. Đó, nhấn chữ vào edit. Rồi chúng ta nhấn vào cái chữ mà chúng ta muốn thay đổi, và ở dưới chúng ta nhấn vào chữ edit. Rồi chúng ta sẽ thay đổi cái tên chúng ta. Ví dụ đây mình thay đổi là Vũ Thi Home. Rồi nhấn vào chữ change đã thay đổi đó. Vậy là chúng ta sử dụng được cái logo này, quyển sách như này và tên của chúng ta. Thì mình có tên nào thì mình sẽ chọn, ví dụ mình chọn màu. Đó, color. Mình sẽ chọn màu. Đó, màu đỏ. Đó, tùy vào cái sách của chúng ta. Màu xanh, đó, màu vàng, mình thích màu đỏ thì chọn màu đỏ. Rồi chúng ta chọn ở đây là chọn cái phông, cái phông chữ của chúng ta. Đây có rất nhiều phông để chúng ta lựa chọn để chúng ta thay đổi. Đó, có rất nhiều. Đó, ví dụ như là đây, mình chọn một cái phông, đừng có bị lỗi. Đó, có nhiều phông lắm. Rồi ví dụ như chúng ta chọn cái phông này đi, chọn đó. Rồi chúng ta chọn đó nha. Đó, chữ Vũ Thi Hôm rất là đẹp các bạn. Đó, rồi chúng ta có thể là chúng ta có thể thêm biểu tượng nào đó cho nó
bắt mắt đó. Chúng ta thuộc lĩnh vực giáo dục thì lại đây, và chúng ta có thể thêm là cái hình ảnh của quyển sách là đó, hoặc là kính hiển vi. Bây giờ mình sẽ chọn một cái sẽ chọn cái viết đi, chọn cái viết quy tập đi đó. Đó, chúng ta có thể để quy tập ở dưới giữa nè, rồi color ví dụ là màu xanh đi, đó, màu vàng không được, màu đỏ đó, ví dụ chúng ta thêm cái rồi đó chính là cái đó, chúng ta thêm rồi chúng ta thêm một hình ảnh, chúng ta thêm màu đó, chúng ta thêm màu đó. Rồi chúng ta thêm dùng mưa nó là cái nền, background là nền. Rồi chúng ta có thể chọn hình ảnh nào mà chúng ta muốn chèn vào nữa ở trên bộ sưu tập của chúng ta đó. Rồi chúng ta có thể chọn bất kỳ, đó như là chúng ta tạo được một cái logo rất là dễ dàng, nó mang phong cách của chúng ta. Rồi sau khi mà chúng ta có thể vừa ý được cái logo của chúng ta nhấn chữ save lại đó. Và ở đây có nhiều cái, ở đây có dạng hai dạng là PNG và GPS. GPS chúng ta thường là chọn GPS và HD 800 đó, mình chọn hết cỡ. Rồi sau đó là chúng ta nhấn chữ download. Rồi chúng ta có thể đã xong. Bây giờ chúng ta có thể xem lại này. Đó, chúng ta cho lưu trong bộ sưu tập của chúng ta. Đó. Rồi chúng ta có thể dùng logo này để mà chúng ta có thể chia sẻ cho các bạn bè của chúng ta, hoặc là chúng ta dùng logo này để dán vào cái đoạn video clip của chúng ta. Đó. Để dán lên YouTube. Rồi nếu chúng ta đóng lại, rồi chúng ta có thể là có nhiều thiết kế nữa, thì vào ý tưởng của mỗi bạn mà chúng ta có thể có nhiều thiết kế cho bản thân mình. Và ví dụ là bảng chữ cái này đó, ví dụ phong cách của chúng ta là bảng chữ cái, chúng ta có thể chọn đó, ví dụ như thế này. Rồi chúng ta có thể nhiều lựa chọn này, cái có chữ rồ là chúng ta không thể nào mà chọn được, nó có rất nhiều hình mẫu để cho các bạn lựa chọn, và đặc biệt là giúp nó cho chúng ta sale luôn đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta có chọn một hình như thế này đó, có rất nhiều hình để chúng ta lựa chọn, có rất nhiều hình chúng ta lựa chọn. Ví dụ mình sẽ làm một cái hình nữa, ví dụ là hình thời trang đi, hình thời trang đó, nhấn vào hình thời trang. Ở đây có nhiều cái mẫu nữa về thời trang đó, chúng ta có thể chọn một cái, ví dụ chúng ta là chuyên về kiểu tóc thì chúng ta có thể chọn kiểu tóc đó. Có nhiều cái logo rất là bắt mắt, rất là sinh động, rất là đẹp, để chúng ta có thể là tạo cho chúng, cho một cái logo cho chúng ta. Rồi ví dụ như là mình chọn một cái nào đó để mình chỉnh sửa, nó có những mẫu sẵn nè. Ví dụ rất là nhiều mẫu để chúng ta lựa chọn. Rồi chúng ta thời trang chúng ta chuyên về cái gì, chúng ta có thể chọn là nón áo nè, đó nón áo giày dép dây chuyền, đó hoa đó. Để chúng ta sẽ lựa chọn rất là dễ dàng, chúng ta nhấp vào và chúng ta sẽ thay đổi được cái thuộc tính trong đây. Đó, ví dụ như hoa này mình có thể thay đổi này, nhấn chữ edit. Rồi chúng ta thay đổi thôi. Ví dụ là Vũ Thi Hơn đi. Đó, trên đó. Rồi chúng ta sao lại giống như bình thường, ở đây cũng là động test nè. Đó, có thể thêm test nè. Đó. Rồi chúng ta có thể là chọn phông chữ nè, rồi in đậm in nghiêng. Rồi chúng ta có nhiều cái ví dụ như là nhiếp ảnh đi, âm nhạc cũng được, âm nhạc nè. Đó, âm nhạc thì chúng ta thấy là có rất nhiều logo dành cho âm nhạc, có hình video nè, hình nốt nhạc nè, có hình
ca sĩ nè. Đó, mình chuyên về cái nào thì mình có thể là lựa chọn cái logo mình thêm theo phong cách của riêng bản thân mình. Và mình cảm thấy cái app này rất là hay và nó dễ chỉnh sửa, nó dễ sử dụng. Đó, thì cái app này dành cho những bạn nào mà muốn thiết kế một thiết kế cái logo cho riêng bản thân mình để chúng ta có thể chèn để tạo điểm nhấn cho cái bài viết của chúng ta, hoặc là tạo điểm nhấn cái đoạn video clip của chúng ta, thì chúng ta có thể dùng logo như thế này. Rồi thì có rất nhiều lĩnh vực, có rất nhiều hình dạng để các bạn lựa chọn, tùy vào mỗi bạn và óc sáng tạo của bạn mà chúng ta có thể tạo ra được những logo riêng như bản thân mình, mang tính chất cá nhân của bản thân chúng ta, nó mang phong cách cá nhân của chúng ta rất là bắt mắt. Đó thì hai cái hình mà mình mới vừa tạo đi nó lưu ở đây các bạn lưu ở đây này đó. Rồi thì nó sẽ kể với những cái đây, có những cái này đó đặc sắc nè, bản chữ cái, kinh doanh, chung, âm nhạc, xe cộ, nhiếp ảnh du lịch, các tòa nhà. Thế nên mình cảm thấy những cái logo này có thật là rất là dễ làm, rất là bắt mắt, và muốn chia sẻ cho các bạn.